Này thiện hiện các đại Bồ Tát thường nghĩ thế này, ta chẳng nên bỏ tất cả hữu tình, quyết khiến họ giải thoát. Nhưng các hữu tình làm việc bất tránh, ta vì độ họ, nên luôn chỉ dẫn pháp môn giải thoát tịch tịnh là không vô tướng vô nguyện, tuy luôn luôn chỉ dẫn mà chẳng thủ chứng này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên tuy luôn luôn hiện khởi ba pháp môn giải thoát, nhưng nửa chừng chẳng chứng thật tế, cho đến chưa chứng đắc trí nhất thiết trí, cần phải chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì mới thủ chứng. Lại nữa thiện hiện các đại Bồ Tát thường ưa quán xét chỗ sâu xa, đó là ưa quan sát Pháp không nội, Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không 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 tánh tự tánh, cũng ngưa quán sát bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện vân vân đều là tự tánh không này thiện hiện đại bồ tát ấy quán sát như vậy rồi sanh khởi ý nghĩ thế này các loại hữu tình do sức của bạn ác ở trong đêm dài khởi tưởng chấp ngã tưởng chấp hữu tình tưởng chấp dòng sanh mạng tưởng chấp khả năng sanh khởi tưởng chấp sự dưỡng dục tưởng chấp sự trưởng thành tưởng chấp chủ thể luân hồi tưởng chấp ý sanh tưởng chấp nho đồng tưởng chấp khả năng làm việc tưởng chấp khả năng thọ quả báo tưởng chấp cái biết tưởng chấp cái thấy. Do tưởng chấp này mà việc làm có sở đắc, luân hồi sanh tử, chịu đủ các khổ, vì dứt trừ các tưởng chấp như thế của hữu tình, nên ta hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu tình mà nói pháp sâu xa, mầu nhiệm, khiến đoạn tưởng chấp, địa khổ sanh tử.